một đời vô danh đã sống vẫn thờ ơ, nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm, đã sống không thật gần ai và cách xa mọi người. Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ, vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa, vô sống đời tha phương mòn gót bước mà thấy trong lòng. Luôn luôn băng giá đừng hóa thân thành ta, vì tâm hồn đã xa bờ. Hey! Mày cuộc sống khoáng trông lại đời thay, trời mới tối có biết bao xa để ngồi, nhưng có bao giờ hòn đáy bỗng khóc như lời người, vì đã không biết yêu và vì đã không biết nhớ, vì con tim xa vắng nên tâm hồn vô nghĩa, con sống đời tha phương còn có bước mà thấy trong lòng. Hai tụi con giới thiệu tí xíu về bản thân nào. Con tên là Vũ Ngọc Bảo Trâm, năm nay con 11 tuổi và con đến từ Hải Phòng ạ. Con rất đam mê hát và con muốn tham gia chương trình này để thử sức mình ạ. Còn con tên là Nguyễn Ngọc Đan Lê ạ, năm nay con 11 tuổi, con đến từ Hà Nội ạ. Con có khả năng là hát, đàn và nhảy ạ. Trời ơi, chất quá con ơi, nhìn con cực chất luôn á. Rất là lạnh lùng vậy đó. Con hay lắm luôn á. Con biết nhảy hả? Dạ vâng. Sao nãy cái phần biểu diễn của con hai đứa không có nhảy gì hết trơn á. Run hả? Không sao, không sao. Về chú sẽ dạy con nhảy. Yên tâm. Con cảm ơn. Hai đội này đã gặt cần để có thể chọn tụi con rồi. Bây giờ phải lắng nghe ý kiến của bốn vị huấn luyện viên phía dưới. Cất giọng hát lên là cả cô chú lần đều phải nhìn nhau là hay được đó nha, được đó. Thì khi mà bấm cần xong rồi tụi con xuất hiện, nói thật là cô chú hơi thất vọng một xíu, bởi vì là cái nhạc này nó quá hay, nó quá sôi động. Tụi con phải kết nối được tất cả mọi người lại với nhau, nhưng hồi nãy tụi con chỉ là tập trung vào đồng đội của mình thôi. Nhưng những cái điều đó cô chú có thể dạy tụi con được. Tụi con là bị như thế này, tập sao diễn vậy, nên khi mà ra ngoài này cô chú có cổ vũ cỡ nào con cũng vẫn bước qua bước lại. Nhưng tụi con biết không, sân khấu là sự ngẫu hứng, là sự thích ứng. Cô Khải Như và chú Thanh Duy có thể dạy tụi con được cách thích ứng từng cái nhỏ để có thể mang mình tới tiết mục tuyệt vời. Nó màu vàng thì sao ạ? Khi mà hai cái màn này chưa đưa ra thì chú tưởng là con trai hát. Đúng, vì giọng rất là dày, rất là khỏe. Tụi con quá mạnh và quá dày. Cái bức màn mà vừa ra đó chú hết hồn. Ủa? Sao mà con gái mà giọng khỏe dữ vậy trời? Tụi con hát rất là tốt, rất là hay, nhưng có một số điểm tụi con bị khuyết, nghĩa là khi những cái nốt thấp tụi con hát không nghe được. Đó là về phần thanh nhạc.
và phần còn phần diễn xuất là có cô là... Ngoài những cái vũ đạo con ơi, ca hát ngoài vũ đạo thì mình còn phải có điểm xuyến thêm diễn xuất. Cô để ý có những cái đóng băng á, những cái câu, cái lời đóng băng thì những lúc đó hai con phải đóng băng luôn. Đóng băng là sao? Đóng băng nhạc cứ trôi mà tới phần tụi con hát tụi con vẫn không hát cho cô. Trời, cái đó là cái sự gây chú ý khán giả. Trời, sự ơi, tạo bất ngờ. Đó là về phần diễn xuất và vũ đạo. Chị ơi, chị nói thế em sợ không được chọn mắt nói kiểu thật khác. Sự luôn à, mình phải nói kiểu để được chọn á hả? Đúng rồi. Ôi tại sao em mang đứng ngành vậy? À, không, do là chị Nhi chưa được bẻ tay một bạn nào đấy cho nên. Ôi, là bạn ơi, không có chưa con sung lên. Nãy giờ cô nói gì con quên đi. Coi con nhá, chỉ nhớ chú Trung thôi. Cô chỉ có thể góp ý và làm cho những cái gì mà hai con tốt nhất. Nếu như mà nói về phần những cái bài không phải là sở trường của hai con á, nhưng mà cô cũng sẽ có cách những cái sở trường của hai con nó sẽ trở thành cái sở trường của con. Là gì vậy? Nói gì vậy chị? Cô xin lỗi. Chị đi khám cái não điện đồ của mình đi. Chung bây giờ vậy nè, anh phải thuyết phục thêm một lần nữa. Bây giờ hát mình nói được rồi đúng không? Bây giờ anh nhảy được không? Ban nhạc đánh đoạn cha 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 cái nhảy liền cho em coi, thuyết phục. Lên okay, nhảy lên. Wow. Chú sẽ dạy con nhảy. Cô Diệu Nhi lên nhảy luôn nha. Đừng đừng. Cô Diệu Nhi đứng tham gia một chân. Đó đúng rồi. Hey. Wow. Come on. Nhi ơi đúng rồi, Nhi ơi đúng rồi, sao rồi? Đúng rồi, tay lên tay lên. Đúng rồi. Hay quá Nhi ơi. Hey, đó là chú ơi, mất mặt quá. Trời ơi, vô nè, té nè, té nè. Đó, đó, đó. Cảm ơn ban nhạc. Cảm ơn ban nhạc rất nhiều. Cảm ơn ban nhạc rất là nhiều. Rồi. Mệt quá, rồi, cắt nhạc đi, trời mệt quá. Hay quá. Hai con ơi, hai con có biết cô không? Sau khi xem cái phần trình diễn này xong, chú tin chắc rằng cái phần trăm con nghiêng về phía này càng ngày càng giảm dần. Chính xác là như vậy luôn. Không, chú nói câu cuối cùng nè. Khi mà tụi con ra hát, nhạc rốc là phải sung rồi. Khi mà tụi con có thiếu một cái lửa trong đó, khi mà hát nhạc rốc á thì phải sôi động, phải khùng lên. Mà cái đó đó, cô Diệu Nhi có nhiều lắm. Đúng đúng, hồi nãy cái bài nhảy vừa rồi, cô và chú Trung chứng minh cho hai tụi con thấy, nhảy không phải là sở trường của cô và chú Trung, nhưng mình phải làm sao để cho khán giả hút vào cái phần trình diễn của mình. Ủa, lúc và đầu quên anh đi những cái sở trường và những cái khuyết điểm của mình. Sở trường mà quên đi khuyết điểm của mình là sao? Hồi nãy giờ mình đã hiểu trách nhiệm luôn á. Cái gì luôn hả chị? Nhi. Bây giờ cho chú nói, quyết định là ở tụi con thôi. Tụi con thấy giữa đội cô chú nè, đội nào làm cho tụi con biểu diễn tốt hơn? Con muốn vậy nhất không? Về gặp đội chú. Trên trời có chịu vì sao nữa, ngồi đi anh xếp thành dài lắm. Bốn chữ trời ơi ngậm ngùi. Vâng, đó chính là cái trạng thái của đội của tụi em bây giờ. Không bởi vì khi biết hai bé còn rất là nhiều cái kỹ năng khác nhau. Con vẫn chọn được mà. Con có biết cô không? Có. Con có thích cô không? Có. Nếu cô chọn con có về đội cô không? Nãy giờ cô nhảy rất mệt. Không bao giờ ạ. Gài hả? Tính gài. Nè, sao nãy giờ hai bên mình làm quá trời? Vì cô quá sợ con ạ. Đội chú Thanh Duy thật sự cô không muốn nói đâu, nhưng mà đã có hai người giống y hệt bọn con rồi, sẽ bị cạnh tranh nhiều lắm. Cô chỉ muốn nói thế thôi. Nói về cái vấn đề đội. Anh Trung đợi đã đợi là tôi xác định là đội của Hoàng Minh Di và Huỳnh Lập đã lựa chọn cặp đôi này luôn nha. Ủa? Con gấu cho hai con nè. Pikachu à. Mình phải hỏi về cảm xúc của hai bé. Mà cô chỉ nói nhẹ với con là hai bên đội này là có thành viên nhiều lắm rồi. Bên cô chưa có ai hết. Thật sự bên cô chưa có ai hết. Không rồi, bỏ đi. Cái gì vậy? Tôi đâu có nói cái gì đâu. Tôi làm mà. Anh làm cái gì vậy anh Trung? Rồi, bây giờ trong thời gian anh Trung bơm bóng bóng, tụi con có thể chia sẻ cảm nhận của tụi con xíu đi. Tại vì nhưng bây giờ dính với nhau rồi. Bé rất vui và hạnh phúc. Vui và hạnh phúc. Đang lên, đang lên. Trời ơi, thiệt tình luôn á, đem phụ cho. Đang lên, còn con phụ sao? Trời ơi, phụ cho. Trời ơi. Con rất thích giọng của con, trời ơi. Con thấy ác chưa? Ôi xử với tôi như vậy. Thôi bỏ con đi, không có chơi gì bong rồi. Bóng rất nguy hiểm. Trong khi ôm bóng bóng mềm mại như vậy mà không ôm. Cảm xúc của con sao nè? Lúc cô nhảy con có thấy xúc động không? Thôi được rồi. Con cứ trả lời thật lòng đi, cô không buồn đâu. Ok. Thôi bây giờ hai đứa hãy suy nghĩ thật kỹ, bàn bạc với nhau và lựa chọn ra sẽ về đội nào. Còn những cái người mà đang bấu víu vào hai con, nhắm mắt lại coi như những người đó không có tồn tại. Rồi, về. Xin mời đội màu đỏ chúng ta về chỗ luôn. Để hai bé tiến đến đội nào thì vâng, đội đó là đội được lựa chọn. Dạ. Cô đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc sống cùng các em nhỏ. Mặc dù các em nào cũng cao hơn cô, nhưng cô vẫn có thể dạy các con có thể hát được những nốt cao rất là cao. Hát một nốt cao, một nốt thôi. Hai, ba. Một nốt thôi. Là yêu nhau. Mãi
sẽ là những nốt trầm. Rồi thử coi. Trầm nào. Là mây núi. Em cũng chèo. Về luôn, về luôn, về luôn, về luôn, về luôn, về luôn. Trầm mà nằm sẽ lai luôn mà vẫn trầm được. Đúng, đúng, đúng. Hay về luôn, về luôn. Vỗ tay cho Hòa Mỹ Thiên, vỗ tay cho Huỳnh Lập, về luôn, về luôn. Mất gấu, mất gấu rồi. Chú xin lại hai con gấu. Chừng nào về đội rồi tính nha con nha. Nhà cô nhiều gấu lắm. Bởi mới nói. Rồi, bất chấp rồi. Ngày hôm nay thì con hát rất là mùi, mà hình như thấy huấn luyện viên Dương Triệu Vũ là
đứng dậy rồi mắt rưng rưng rất là cảm xúc. Nhưng cái cảm xúc đó bắt luôn. Mời gia đình vui vẻ. Chào Tấn Bảo. Chào cô ạ. Cô không có muốn đem chuyện quê quán ra nói nữa đâu. Nhưng mà Hải Dương nó cũng gần Hải Phòng con ạ. Chị ơi, phong thủy chị. Thủy. Rồi. Tấn Bảo biết sao không? Thật sự là khi mà con cất tiếng hát lên, cô ngồi đây với chú Vũ nổi hết da gà. Nổi da gà từng cơn luôn. Cô vuốt xuống nổi nữa, vuốt xuống nổi nữa. Cô luôn đo cái cảm xúc của mình. Trong giọng hát của con á, nó ẩn chứa rất là nhiều thứ. Nó là cái nội tâm của con. Mà điều đó thật sự rất là khó tìm ở một cậu bé còn nhỏ như con. Và cô nghĩ rằng là nếu như cô có cơ hội đồng hành cùng con, cô sẽ giúp cho giọng hát của con hay hơn và tìm cho con những ca khúc phù hợp hơn nữa. Cô khẳng định là cô sẽ làm được. Yeah. Cảm ơn cô ạ. Thật sự sau cái năm qua đó, chú không bao giờ nghĩ chú có thể tìm được một nhân vật nào giống như là Đức Vĩnh nữa. Con mở miệng ra con hát, chú bị hốt hồn ngay, tại vì cái giọng con nó rất ngọt ngào, nó điêu luyện, không sai một nốt, không sai một tông. Và cái điều đặc biệt hơn nữa làm cho chú phải bất ngờ mà chú nhảy đành đạch ở đây. Con không phải là người miền Nam mà giọng con là của người miền Bắc. Bây giờ chú không biết nói gì nữa, nhưng mà chú mong, chú hy vọng con cho cô chú cái cơ hội để có thể giúp con được giành tới cái giải quán quân của Tuyệt Đỉnh Song Ca mùa thứ hai. Wow. Cảm ơn chú ạ. Cô Cẩm Ly là rất là được quý vị khán giả yêu mến ở cái thể loại này. Cô Ly có chia sẻ gì về cái giọng hát này không ạ? Mời cô Ly. Chào con. Chào cô ạ. Con hát bài này rất là ngọt Bảo ơi, rất là hay luôn. Khi gạt cái cần thì ai cũng muốn thí sinh về đội của mình. Và cô rất là mong con về nhà của mình. Bây giờ ngồi đây cũng bồn chồn lắm, bởi vì đi kiến bu á. Cái giọng hát con nó ngọt như đường vậy. Cái ngọt của giọng hát con nó ám cả nguyên một khu vực này. Và cảm giác kiến nó bu đây rất nhiều. Tiếng hát của con là nó đi thẳng vào trong tâm hồn của chú, ứa máu nè con. Tới đây là cầm máu cho chú liền đi. Được không con? Trời, nhìn cái dáng của con y chang dáng của chú hồi xưa luôn á. Nữa luôn. Rõ ràng không nhỏ con? Lập ơi, nhưng mà hồi xưa mình có hát được ngọt như vậy không Lập? Đó, hồi xưa không phải là ca sĩ nghe, nhưng mà vẫn hát được mấy cái nhạc mà mang âm hưởng dân ca. Đó, bây giờ Lập thử một câu cho để coi cái sự tương đồng của mình nó có phù hợp hay không. À, em xin muốn rượu qua mắt thở xíu nghe chị Cẩm Ly. Đâu có gì đâu em, hát hay nó không có bằng hay hát. Dạ. Ừ. Gió miền xuôi thổi xuôi miền ngược, cánh chim chiều mỏi mắt đợi trông. Bao giờ gió ngược thổi lên, bao giờ anh để, chứ bao giờ anh để em thôi đợi chờ. Đủ cho con về với chú chưa? Để con tính ạ. Rồi, để con tính nữa, được rồi. Phải cứ để là mình có duyên, có phận với nhau thì mình về với nhau nghe con. Bắt đầu để con tính là có một cái sự lung lay ý chí rồi đó. Bây giờ con hãy nghe cái cặp đôi lấp lánh xương xa hột lựu nè. Ngồi xuống đi em, lại em nè, bây giờ vậy nè. Thật ra, chào Bảo. Chào con. Khi mà con hát á, thì những cái sự tăng động trong người cô chú nó bị kìm hãm lại hết. Bởi vì tất cả mọi người đều muốn im lặng ngồi đó và nghiêm túc nghe con hát. Mọi thứ nó giống như dừng lại vậy đó. Con có một cái giọng hát rất là ngọt. Cái phong thái, cái cách trình diễn của con quá hồn rồi. Thì đây là cái bản lĩnh trong con người của con. Và khi mà cô nhìn thấy con vậy á, cô ước ao giá như mình có được con, để cô có thể làm những thứ xung quanh của con đẹp hơn, tốt hơn và hay hơn. Để con cứ yên tâm mà hát mà tỏa sáng thôi. Đúng không Huy? Đúng. Nói chung bây giờ chú đang rất là hồi hộp. Chú thật sự rất rất muốn con về với đội của chú. Bây giờ chú ngồi mà tim chú nó muốn nhảy ra ngoài luôn. Con thấy nguyên con cáo ngay đây không? Cái mặt nó cứ gì nè. Bồng bềnh bồng bềnh, dùng ta công kênh bồng bềnh bồng bềnh. Tôi ôm con sao
lối sống, lối sống tìm anh. Chỉ hai thứ hai ra đứng chàng trương chi đi đâu, bỏ lại giọt sầu cho em, bỏ lại dòng sông để nơi con sao 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 và gió bước đi thương ơi lội sông lội sông đi con. Con ơi, xong của tôi. Tụi con làm cho cô chú Vũ ở đây ngồi ở trên cái băng ghế này con biết như vậy nè. Giống như là say sóng vậy đó. Lên chị xuống. Cái bài hát hồi nãy là lên tông mấy lần vậy con? 3 lần đúng không? Dạ. Wow. Các con giới thiệu về mình đi. Chúng con xin được kính chào các cô chú huấn luyện viên cùng toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Tuyệt đỉnh sông ca nhí 2018. Đó mới là sông ca đó. Rồi, chỉnh chu ghê chưa? Bé áo đen giờ nói chuyện không nổi. Bé áo đen giới thiệu trước đi. Bé áo đen. Bé áo đen, áo đen. Nè. Bé áo đen giới thiệu về mình trước. Màu à. Bé Huy đó, bé Huy đó. Dạ, bé giới thiệu. À, giới thiệu với hai con. Chú đội kia. Nè nè, giữ nét cho người ta về đội nè. Con ơi, phải nói là chú là cô Như niềm tin. Cực kỳ ấn tượng với tụi con. Và ngay bây giờ thì không những chú mà tất cả khán giả muốn biết tụi con đi hát được hai mấy năm chưa? Có mở lớp dạy không chú vô học? Hai giọng của hai con á, nó có một cái sự mà đối lập với nhau. Một người thì cao vút, một người thì rất là trầm ấm và mãnh liệt. Cô chú rất là ấn tượng bởi cái hòa âm này không có dễ hát. Chỉ cần con bắt trật
một chút xíu thôi là con bị trật nhịp, rồi trật luôn cái tông nữa, mà cái này con lên tông tới 3 lần. Cô chú chỉ muốn nói là hai con rất tuyệt vời và hy vọng là hai con sẽ chọn cô chú. Dạ, ok, con cảm ơn chú vậy thôi. Con cảm ơn chú. Mà không những giọng hát nha con, cái thần thái của con biểu diễn nó rất nhất là của rất là người lớn, đam nó không mê. Nó rất là cái gì là rồi rồi. Nãy giờ chị chưa có nói ra một cái điều rất là trùng hợp. Con là gì? Dạ con tên là Cẩm Lệ. Dạ. Dạ. Cô thứ tư, chị thứ ba, Cẩm Lệ. Đó. Trời ơi chết rồi. Rồi. Cô Cẩm Lệ cũng dễ thương lắm. Cô Cẩm Lệ đúng. Hôm nay tự nhiên con lại đem cái một cái tên Cẩm Lệ với con. Đó đây tuột máu kìa, đó đây tuột máu rồi kìa. Dạ. Bà Ly, bà gạt con thiệt à bà Ly? Hả? Trời ơi. Gì vậy đạ? À con ơi. Rồi rồi. Thôi em coi chừng đó nha. Thôi quyết định con đi. Ơi. Bây giờ đếm 1 2 3 đi. Chưa chưa con ơi, con chọn đi con. Con Huy, Huy, Huy. Chú có cái nước màu vàng giống con nè. Đó, nước màu vàng cho con. Nè, cầm uống thấm giọng nha. Đây, có nước màu xanh giống áo con luôn. Con ơi, con ơi, con ơi. Mình uống vô mình thấm giọng cái nè. Chú ơi, cái này nguy hiểm lắm. Con cho chú thử đọc trước cho con nè. Ông này nước ép. Nguy hiểm lắm con. Đó, 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 nước của con nhỏ mà trời. Cái ông này ngộ đời ghê không. Lắm. Uống con uống luôn. Hình như bình thường con, bình thường. Trời đất ơi, không không sao. Anh chủ, chú thoải mái. Con ơi, anh chủ, nước có độc, nước có độc con ơi. Huy à, Huy cứu anh nha Huy ơi. À, ủa, nó đưa nước gì cho anh vậy Huy? Anh Vũ, anh Vũ xỉu rồi. Em ơi. Em lớn em về đi. Không sao hết, tôi không sao hết nha mọi người. Anh Vũ ơi, nó lây rồi, nó lây. Lây hả? Huy ơi, em không sao Huy. Mày nói cho anh Huy. Cái gì vậy? Ủa, anh tỉnh rồi hả? Ây da, trời ơi. Trời đất ơi. Chỗ này chỗ đi hát phải đi vậy không sao? Mày đập em rồi. Nó đánh tôi. Trời ơi, nó đánh tôi. Nó đánh tôi kìa. Con thấy chưa? Con thấy gia đình nó bạo lực chưa? Gia đình nó quá bạo lực. Tụi con mà về gia đình đó là sẽ bị cư xử giống như vậy, hiểu không? Hãy về với những gia đình có sức chịu đựng nhất con. Cô thật xin lỗi hai con vì cái sự tăng động của các cô chú ở đây. À, có cái chú đó đó. Không con. Thấy chú, vậy chứ cũng không thân cô lắm đâu con ơi. Quy ơi, chị sợ em quá. Bây giờ nè, chú Vũ quá. Chưa bao giờ rồi. Chú Vũ làm như vậy. Chưa bao giờ chú Vũ mà nhiệt tình đến mức mà trà lết như vậy. Có được. Cô đây. Nè. Anh Vũ ơi. Tại sao? Có một cái hộp khoai mì rẻ tiền thôi mà em chết vì hộp khoai mì 10 ngàn. Còn cô nè, cô chầu chực ở đây. Lê lết lặt lìa lặt lõi đợi con ở đây. Thì bây giờ con ơi, mỗi chai 32 ngàn lắm đúng nha con. Tôi sợ lắm, tôi sợ giây phút này lắm. Dạ, 64 ngàn đúng không? Cả tấm lòng của chú trong đó đó con. Bây giờ con Chưa con còn hai cái kẹo nữa nè con. Bà ông về đây là gì cho tôi tặng không bà? Nước ngọt, kẹo, bánh trái thoải mái. Con vừa. Con ơi, con thích hiện kim không con? Giải trí vừa thoải mái con. Cái gì vậy? Không được hết luôn. Cho tặng con em. Rồi chào con, tôi là quà tặng của các con. Cho mấy cái giải. Giờ con ơi, giờ con thích cái gì trên chú là chú bứng ra cho con luôn nè. Có ốc, có đôi dép nè. Mỗi đứa chiếc nha. Cái gì vậy? Sao có mang giày chiếc ra chơi hoài vậy? Dừa không? Chắc dừa đó. Đập ơi, Lập. Bà ơi, trên sân khấu đẹp vậy sao bà đem cái này lên? Trên nó nóng không em? Hả? Trên đó có nóng không? À, nóng lắm chị, em thấy nóng lắm. Em thấy nóng lắm. Máy. Cái quạt của con ơi, cái quạt máy hả? Con ơi, quạt máy xài hết pin, cái đèn muôn thuở con ơi. Bà lì xì. Con ơi, cho cô gửi ba lì xì nha con nha. Cháy bao lì xì cho em luôn. Ba lì xì có hình hình khả như nha mọi người ơi. Đúng rồi chị mệt. Em cũng mệt. Đũa lấy. Ờ con ơi, thôi cô chú không làm tụi con hoang mang nữa. Con ơi, chú cũng có bao lì xì nè con. Nè, ta hồ mà lấy nha con. Có hình chú Quỳnh Lập trong đây nha con. Chú ngắt đường nói của cô dân luôn rồi. Nói chung là nãy giờ cô chú giỡn cho mấy con vui đó. Chứ cô chú cũng thích thiệt phải không? Thank you.
Con rồi, con giới thiệu đôi nét về mình đi. Con tên gì và đến từ đâu? Dạ, con tên Bùi Thị Thùy Linh, con đến từ Gia Lai, năm nay con 8 tuổi. Hồi vừa rồi là ca khúc Huyền Thoại Mẹ đúng không? Rồi bây giờ thì chú thấy là có đội của chú Vũ với cô Vân chọn con. Bây giờ thì xin mời đội chia sẻ đôi điều. Cái tiết mục hồi nãy con hát á, thiệt sự nó không có phải là hay lắm, nhưng mà ở trong giọng của con, chú cảm nhận được con có một cái tiềm năng. Tại vì cái giọng con, cái đuôi nó rất là ngọt ngào. Có lẽ cái bài hồi nãy nó chưa đúng với lại cái thể loại mà con cần phải hát. Cho nên chú nghĩ khi mà con về đội của cô chú thì cô chú sẽ tìm một bạn để hát chung với con thật là ăn ý, và chọn cho đúng bài để mà con có thể hát, con có thể tỏa sáng ở trên sân khấu đó. Con đồng ý không? Dạ có. Ấy thế mà em quên rằng ở vậy thôi làm
chữ rằng, sẽ có chữ rằng ấy cô nàng ơi, xuân bần, xuân bần. Mà ta đi em che nghiêng nón lá chân rụt rè qua nhịp cầu tre, quê hương em ở ngoài thành xóm nhà tranh, em đi qua mấy sông vượt mấy đèo, dầu trèo lên đỉnh cao mấy núi cũng lạc lối về thân. Sám khôi sám chân mây hỏi rằng, có phải sương mai trăng ao trăng ai đi vội vàng, bóng dáng thương ngày tia nắng nhường vàng thôn xóm, cơn gió rùng bông đuôi trắng nghe có gì như tha thiết qua lối mòn chưa quen biết. Em chưa đi trên có non, chưa từng nghe mát rời bàn chân, em chưa qua mấy khúc sông, chưa được nhìn vôi vĩnh chiều hôm, em chưa yêu ngoại thành, khi mà em chưa nghe trái tim mình rung động, thôi mẹ đợi cha thương lắm như ruột đời phù sa, thôi mẹ gặp cha thương lắm như ruộng ngập phù sa.
sáng tươi quê em ruộng lúa bao la đầy đồng. Gió nhẹ nhẹ lai ngang nghiêng cánh lúa trổ bông. Bởi đồng sương ướt mưa, trời xanh nhớn nhớ chim ca. Liễu lo tung tăng nắng mai giang hoa. Dạ thưa quý vị, tiết mục Ba Miền dẫn quý vị đi đến Bắc Trung Nam. Mà hồi nãy nghe Thái Nguyên Khang mới tình cờ phát hiện là ba huấn luyện viên nữ của chúng ta cũng đại diện cho Ba Miền. Ốc Thanh Vân là đến từ Hải Phòng, đại diện cho miền Bắc. Chị Tư Cẩm Ly là Nguyên Quán, là Quy Nhơn. Còn chị Khải Như của chúng ta thì là miền Tây, gái Hậu Giang, Ngã Bảy đúng không ạ? À? Dạ. Ba huấn luyện viên lên nhận hàng đi. Rồi lên cho hàng. Bây giờ lỡ rồi ba huấn luyện viên rồi thêm ba huấn luyện viên nam lên búa đèn cho Nguyên Khang cá đi. Trời Huy ơi, với lại tặng quà. Tặng quà. Ba đứa nhỏ đã tặng quà cho ba cô gái rồi, bây giờ chúng ta phải có quà để tặng chứ đúng không? Quý, cái lồng đèn đó. Múa là sở trường của em mà, phát huy đi. Đánh nói về múa lồng đèn rồi. Ở đây chỉ có anh Vũ là múa đẹp nhất. Múa quan trọng không cần đẹp, quan trọng là thần thái. Ủa, mình đây, lòng mà. Lòng trời nước mây ngắn đường chiều dài vàng cây kia bóng thác nghiêng bóng sông dài nhìn hướng cao giữa bầu thấy dạ. Lên cứ quẹt tiết mục của mấy đứa nhỏ không hà. Ai thấy Dương Triệu Vũ múa đẹp nhất vỗ tay. Vũ là vũ. Ai thấy Huỳnh Lập múa có hồn nhất vỗ tay. Ai thấy Ngô Kiến Huy xuất sắc nhất vỗ tay. Huy ơi, chị tự hào về em quá. Rồi cảm ơn, ba vị huấn luyện viên. Ta múa là người ta chiêm ngưỡng, còn anh múa là làm cho người ta vui anh Quy. Quy á, múa là qua tới tới Apsara luôn đó. Ồ, qua Apsara luôn. Quy là trường phái tưởng tượng. Bà cầm cái gì tôi không biết bài vậy. Lồng đèn. Không biết cầm gì á, thảy chụp, thảy chụp. Rồi, một phút thư giãn. Bây giờ xin mời đầu tiên phần nhận xét của gia đình Vân Vũ. Cháu miền Bắc Ngọc hát Ngọc. Rất là hay, rất là điêu luyện, và nhất là khi mà cháu luyến lên mấy cái lên giọng ốc rồi đó, cháu làm rất là tuyệt vời. Con trai ở giữa, giọng con ngọt ngào và ấm áp lắm, có một cái sự mộc mạc rất là dễ thương. Còn con gái Hoài An
con hát cũng rất là ngọt ngào. Hồi nãy con phát âm Huế, lâu lâu thì nó hơi miền Tây và lâu lâu nó hơi ra miền Bắc. Thỉnh thoảng cũng có Huế. Thỉnh thoảng cũng có Huế, nhưng mà nói chung là cái phát âm nó hơi loạn choạng tí. Nhưng mà nói chung là đây là một cái tiết mục rất là đẹp. Chú ngồi dưới đây, chú cảm giác như là mình đang đi xem một cái đại nhạc hội vậy đó. Đi tour xuyên Việt. Và đây là một cái món ăn rất là thịnh soạn, gồm ba miền. Cô chỉ nói một chút về thái độ biểu diễn của mình thôi. Tại vì cô nghĩ rằng á, của Ngọc Diệp với lại Hoài An là miền Bắc và miền Trung, thì cô đánh giá hai bạn mà tốt và rất tốt. Các bạn đã thể hiện được của... thần thái đó. Đúng rồi. Nhưng mà với bạn Hoài Nam, con còn rụt rè, chưa có dám thể hiện mình. Thì cô mong rằng là nếu mà Nam có tiếp tục đi tiếp nữa thì con sẽ thoải mái hơn, giống như cái cách mà con hát chung với hai bạn trong đoạn cuối cùng. Cảm ơn các con rất là nhiều. Cảm ơn ba bạn. Huy múa xong rồi em thở, em ngồi một em buồn quá vậy Huy? Dạ em tìm oxy đó anh Khang. Bị vô chứ múa quá múa. Khi mà xem tiết mục này Như cảm thấy mình đang thưởng lãm. Và Như có một lời khen và cảm ơn Vũ Đoàn, bởi vì các bạn đã làm cho tiết mục nó thật là đặc sắc và đẹp mắt. Ở cái cô gái đầu tiên tôi thấy cái sự tự tin. Chàng trai thì không sao đâu, bây giờ thẳng người lên nè. Thẳng người lên, đúng rồi đó. Không có cái lý do gì mà ai nói gì cũng đứng dậy không sợ. Khi con lên sân khấu, mình trên đây là mình nói là mình làm trùm rồi, không sợ nữa nghe con. Con phải như hai lọn tóc của cô Như vậy đó. Đúng, lưng hiên ngay lên con. Đừng lên. Thôi thôi, cô Như ngồi xuống đi, nhìn nó hơi đi nặng đầu quá. À rồi rồi, còn cái cô gái áo tím, trời ơi, đúng là cổ hát. Chị Ly, em có cảm giác nó được thừa hưởng từ chị Ly khá nhiều về cái chuyện mà cái thần thái nó rất là ung dung, nó rất là dịu dàng, rất là dễ thương. Cảm ơn các con. Sao hôm nay Như nói những từ mà nó nghe ngọt và nó vô tâm can của mọi người? Anh Khang ơi, đừng có lo em ra, để em bữa nay là em quyết tâm là giữ nét. Khi mà nghe ba con hát thì coi như là mỗi người giống như là được ăn một cái món ẩm thực mà đầy cái mùi vị đặc trưng của cái vùng miền đó. Nó thẩm mỹ vô cùng về phần nhìn và phần nghe. Hoài Nam, con rụt rè trong những cái mối quan hệ xung quanh, con rụt rè trong những cái hoạt động, thì những cái sự rụt rè nó vẫn theo đi theo con và lên hẳn trên sân khấu. Giống như là chú đã từng nói với con, mình là Nam, mình tên Nam, mình ở miền Nam nữa, cho nên mình phải thể hiện hết tất cả những cái tinh thần của người miền Nam. Nói chung là nó rất là phóng thoáng, nó rất là sừng sững, nó rất là dữ dội, nó rất là ào ạt, nó rất là cuộn trào. Nói chung là tỏa sáng đi con ơi, nha con. Wow.
Xin được cảm ơn hai bạn, xin mời Huỳnh Lập ra sân khấu. Bác Thợ Săn. Dạ bác Thợ Săn đây. Con. Trời ơi, thấy thương quá, khóc rồi. Thương quá. Thưa quý vị, dàn dựng rất là đơn giản nhưng mà coi dưới Nguyên Khang bị nhói tim. Cảm ơn Lập, em xuất hiện một cái mà em đưa anh hai cảm xúc luôn á. Đầu tiên em bước ra cái anh mắc cười. Trời. Sau đó cái em dĩ một hồi cái anh muốn khóc. Cô Vân là người rất là cái xúc cảm tiết mục này. Yeah. Các con nuôi dưỡng những cái cảm xúc của mình cho đến tận cuối cùng thì giọt nước mắt của mình mới rơi xuống, là cũng vừa lúc tiết mục của mình vừa khép lại, thì cô nghĩ rằng đó là một cái kết thúc rất là đẹp. Cũng cảm ơn Huỳnh Lập là bởi vì Lập đã mang đến hình ảnh của một bác thợ săn, nó có phần hài hước và hoạt hình, nó cũng làm cho mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn. Cô Ốc hơi tiếc một chút xíu thôi, ở cảnh cuối cùng á, nếu như mà chim mẹ ngủ thiếp đi một cái giấc ngủ ngàn thu nhưng mà vẫn choàng cái đôi cánh của mình để che chở cho hai con, thì cái kết đó nó sẽ đẹp hơn. Bởi vì người mẹ cho đến tận cái hơi thở cuối cùng vẫn phải bảo vệ cho con mình. Cái ý của Vân nói thì nó sẽ là một cái kết rất là ấm áp. Đúng là mình nhìn góc độ với bên kịch, cái đây là mình thi ca hát, cho nên là mình phải bảo tồn cái giọng hát. Cái giọng hát của con là quan trọng nhất để cho con đảm bảo tới cái nốt cuối cùng của mình. Phải chọn cái biện pháp an toàn cả đôi bên. Đúng, cảm ơn cái ý của Vân rồi. Em ủng hộ chị. Đó là bệnh nghề nghiệp của em thôi. Không thì đúng, cái đó mình nhìn ở góc độ mọi cái khác nhau. Chú phải nói là hồi nãy giọng hai đứa con nó bay cao vút à. Mà hai con vừa diễn vừa giữ được cuộc hơi, vừa giữ được cái tâm trạng mình đang diễn của bài hát, mà lại truyền tải được bài hát một cách trọn vẹn. Thì cái điều này rất là đáng tuyên dương. Cái tình mẫu tử nó không đơn thuần là chỉ là con người mới có. Và cái đó nó cho thấy cái tình mẫu tử nó thiêng liêng đến như thế nào. Mọi người sẽ nhớ là hai cô bé đóng vai hai con chim và chú thợ săn ác độc đứng cạnh bên. Chúc mừng hai con. Mấy ngày trước mà lúc mà chạy sân khấu thì khi mà mình ra với một cái ngoại hình là mình không có quá trang, cầm cái cây chổi lau nhà nó mình làm, thì bắt đầu mấy bé dưng lắm, không có sợ gì hết trơn. Hôm qua là các bé gì vẫn còn khô về cảm xúc lắm. Chứ mẹ với mới vừa mất thì mẹ vậy đó, cứ lo sợ là các bé còn quá nhỏ, các bé không có cảm xúc để diễn. Nhưng mà ngày hôm nay lên trên này thì thật sự các bé đã có được một cảm xúc vô cùng chân thật, thì cái điều đó Lập rất là mừng. Chúc mừng hai con. Cảm ơn hai con. Thứ nhất là giống như là có một bộ phim đầy đủ hết những cái nhân vật phản diện, chính diện rồi một cái cách bi, sự tích là chim trắng mồ côi đó. rất là hay đó. Thì đúng rồi, nó mở đầu ra cho chim trắng mồ côi chính xác luôn đó. Đó thì từ đó giọng con là rồi đó, nó trên chảnh á. Rồi thêm nữa là cách mà tụi con nhường lời cho nhau hát, tất cả mọi thứ nó đều hoàn chỉnh, và cái mạch cảm xúc này nó là một mạch cảm xúc cực kỳ tuyệt vời. Cảm ơn tụi con về một cái bộ phim ngắn nhưng đầy đủ và tuyệt vời. Cảm ơn chú. Cô xem tới cái khúc cuối á, cô ngồi cô nghĩ, cái cô chợt nghĩ ra không phải lúc nào cũng ôm về nhà là bình yên. Cái kết này là một cái kết rất là có ý đồ, đó là khi mà không còn mẹ nữa, tụi con sẽ phải bươn chải ra ngoài, tụi con sẽ phải mạnh mẽ hơn. Và đúng thật là tụi con là những cái chú chim bất khuất, tụi con hát mà giọng dạc, cái giọng tụi con giống như là mây là gió vậy đó. Cũng cái giọng đó mà làm cho mở đầu nó yên bình. Trời ơi, nó đẹp, nó như tiên, như thơ, như cảnh. Cái tụi nói rồi, thế nào cũng có quà tới, thiệt. Đó, quà là cái ông quỷ thợ săn. Quỷ Lập ra một cái, tôi nói trời ơi, quà tới rồi. Nhưng cũng cái hát đó, nó lại là một diễn biến dữ khác, dội hơn. Dữ dội khác. Cái cách truyền tải của tụi con rất hay. Và cảm ơn Lập đã mang đến một cái tiết mục mà nó mang về phần nhìn và phần nghe, nó hỗ trợ phần nghe khủng khiếp. Tuyệt vời. Nói chung là tiết mục, tụi con may mắn có một cái tiết mục đẹp và chỉnh chu như vậy. Chúc mừng các con. Cái tình yêu của người mẹ, tình thiêng liêng lắm, nó rất là cao cả. Và hôm nay á, tiết mục này từ đầu tới bây giờ nó làm cho tim cô đập mạnh và cô đã rất là xúc động. Không cần phải gì ghê gớm, chỉ cần nhẹ nhàng, giọng hát mình nó cứ bay bổng như thế. Và tụi con diễn được tốt như thế. Chúc mừng tiết mục của tụi con. Cảm ơn cô. Thì ngày hôm nay con làm rất là tốt rồi, mừng quá con ơi. Chúc mừng các con. Cảm ơn Cẩm Linh và anh Thư rất nhiều. Cũng một lần nữa xin... Thank you.
loài bồ câu trắng. Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hương sương. Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm. Là người, tôi sẽ che cho quê hương. Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la. Và sao không là phù sa, xuân mơ màu cho hoa. Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa. Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư. Và sao không là băng, là gió, là ánh lửa đêm đông. Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung. Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc. Sao không là mặt trời gieo hạt đang vô tư. Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng. Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hương dương. Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm. Là người, tôi sẽ che cho quê hương. Là Dầu và Văn Minh, và cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Cảm ơn các bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét. Huỳnh Lập với lại ca sĩ Cẩm Ly, xin mời ạ. Văn Minh, chú lúc nào thấy con thực sự giống như là một người đàn ông nó trưởng thành vậy? Nhìn con phong độ, nhìn con lịch lãm vô cùng. Mặc dù là con mặc bộ đồ gì đi chăng nữa, con bước lên sân khấu lúc nào chú nhìn con rất là chỉnh chạc luôn. Chỉnh chạc hơn cả chú Huy nữa. Ủa, cái này nói thiệt nha Lập ơi, sao em gây chiến vậy Lập? Rõ ràng bây giờ lên trển đứng chung coi ai lịch lãm hơn sao. Nói tiếp, đúng không? Tiếp đi Lập ơi. Dạ tiếp đi. Về, đó về. Là lời khen chú dành cho con. Còn Ngọc Dầu, còn con thùy mị nết nết na hơn cả cô. Cô mèo nha con nha. Thì dạ. Em như vậy là ngồi luôn đi đúng mèo không, ơi. Đúng không? Nó rõ ràng. Đúng rồi. Nói người đúng ta rồi, im đi. Thể hiện một bài hát, nó có một phần trang nghiêm, nhưng mà nó có một phần ngây thơ, nhưng mà nó cũng vẫn thể hiện cái sự hùng hồn. Nhưng mà ngày hôm nay chú để ý là chất giọng của Văn Minh á, nó không còn khàn quá nhiều nữa. Có nghĩa rằng là con xử lý cái giọng con nó trong lại để nó phù hợp với lại cái bài hát này. Bây giờ bài hát này nó đề cập về bồ câu trắng, mà bồ câu mà khàn quá cũng kỳ, đúng không con?
cho nên là phải nhẹ nhàng, bay bổng. Và chú đã cảm nhận được điều đó. Con đã có một sự thay đổi, chứ con không bị một màu. Chú rất mừng. Và cái sự kết hợp của hai con ngày hôm nay, chú cảm thấy là nếu như chú mà đội của chú mà có hai con là chú tự hào vô cùng luôn. Ha, ha đội bên bên Hỏa Tiễn ha. Ừ em. Ừ thôi dạ, sao không được dạ. Bà Lập. Chúc mừng hai con rất nhiều đã hoàn thành cảm phần Lập. Này. Cảm ơn một con. Một phần nhận xét vô cùng tinh tế của Lập. Lập ơi, Lập. Dạ. Lần đầu tiên anh thấy một mũi tên mà bắn chết hai con nhạn đó em. Dạ. Tuyệt vời, cảm ơn em. Dạ. Khang nói đến hai người thì vẫn phải dùng từ nhạn để diễn tả. Sao không sao không sao không sao. Tụi mình nè. Là hai con quả. Không, ôi, quả cái gì? Ở trên bồ câu ở đây là diều hâu, hiểu không? Thật ra mình... em định phản kháng rồi đó, nhưng mà bé nói đúng quá nên thôi. Thay mặt cho tập đoàn diều hâu quả đen. Cô xin gửi đến các con lời chào thân thương và trân trọng nhất. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đầu thư thì cho tập đoàn Diều Hâu này được chúc mừng tụi con. Hai bé bồ câu xinh xắn và dễ thương ơi. Cái gì? Cô nghĩ tiết mục này tốn tiền nhất của nhà sản xuất. Tại sao vậy? Tại vì cái tiết mục này nó tốn khói lửa nè. Không có lửa chỉ hàng khói. Hàng ngàn con chim bồ câu bay bay bay. Một cảnh tượng rất là tuyệt vời, giống như là một cái quảng trường. Mỗi lần hai con xuất hiện trên sân khấu á, là lúc nào cũng đưa cho cô chú và tất cả quý vị khán giả đến một không gian khác. Thật sự như vậy. Những sự bất ngờ đầy thú vị. Cô cảm thấy như là một cái bố quà nhập. Mày nhớ không? Cái gì? Cô cảm thấy như là một cái bố quà nhập. Con cúp. Cúp con mà đi vòng vòng vậy nè. Cũng gì đó. Thì đó. Bỏ trong cái hộp. Cứ là tăng 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 tăng. Rất là đẹp con à. Dễ thương lắm. Tập đoàn Diều Hâu đến đây là kết thúc. Cảm ơn. Bây giờ thì xin mời chị Cẩm Ly chia sẻ. Bao nhiêu ý tứ cảm xúc chị gặp Diều Hâu nó làm gì bay hết trơn không còn cái gì. Chị hoảng loạn luôn á thiệt sự. Khi mà cô nghe hai đứa con hát bài này, cô chỉ có một cái cảm giác rất là lớn. Đó là cảm giác như lòng mình nó cởi mở ra, nó phơi phới. Mà cái tình yêu quê hương đất nước nó rộng lớn và nó đẹp vô cùng luôn á. Đó là cái cảm giác cô nhận được qua các bài hát này khi hai đứa con thể hiện. Chúc mừng tiết mục của hai con. Cảm ơn. Dạ, cho em xin nói thêm ý nữa. Văn Minh, lúc mà con mới vừa cất cái giọng hát đầu tiên, con bước xuống con dắt cái cầu thang. Và sao không là gió, là gió, là mây để thấy trời bao la. Sợ quá trời. Hết hồn. Chú với lại cô Ly ngồi hết hồn. Sợ là con bị mất đi cái tâm lý và cái phong độ mà ai về đâu, cái giọng hát không. Con vẫn mượt như thường. Anh này anh bản lĩnh lắm. Không rất sao. Bản lĩnh luôn. Chứ gặp chú là nó khác rồi nha. Chuẩn bị nè. Bị hụt chân á, hụt chân á. Hụt chân nha, hụt chân. Camera set, ánh sáng set, âm thanh set. Diễn viên, chuẩn bị. 3, 2, 1, yeah. Diễn. Action. Và sớm không lại. Ây trời đất ơi. Hết hồn chứ à. Cha mẹ. Chắc chưa lắm. Và sớm đã hát tiếp không là do nó là như vậy. Còn nếu mà chú Huy thì chú Bi lúc mà dắp đĩa đó làm sao, chú Huy làm rồi thử nè, cho mọi người nha. Xem coi. Chuẩn bị. Và camera. 3, 2, 1. Diễn. Và sao không là do. Trời ơi. Lố hồn. Đây là đâu? Đây là tôi là ai vậy? Tôi là ai? Anh Huy, anh Huy, từ từ. Đây nè, não anh đây nè, gắn vô. Liền. Là do. Về đi, về đi, tới gia đình người ta. Cảm ơn. Em xin lỗi mọi người, xin lỗi thầy. Không, nhưng Hưng mà là... lại xin lỗi cô Út. Có thể bị cuốn bởi các huấn luyện viên. Cái gia đình sao hỏa kia là Diều Hâu anh, Diều Hâu. Dạ. Là thêm cậu bé thông minh, Huỳnh Lập, dễ sợ quá. Các huấn luyện viên đã tung hứng và đã làm nên những cái điều mà Hưng cảm thấy, ngồi đây Hưng thấy Hưng rất thích, rất sung sướng và ngưỡng mộ. Anh Hưng chưa biết cái câu khẩu hiệu của đội này đâu nè. Như anh Hưng thành tâm muốn biết thì chúng em đây thành thật trả lời cho anh Hưng biết. Để đạt được sự khả ái và hề hước như tụi em, để trở thành ngôi sao lấp la lấp lánh trên bầu trời cao, và tụi em đại diện cho những chính nghĩa phi lý. Phi lý hùng. Thôi nghĩ anh còn như chuyện chính nghĩa phi lý cái gì. Bây giờ xin mời phần nhận xét của cô giáo Vân. Sao cô yêu cái tập này quá trời luôn.
Cô thực sự phải cảm ơn chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí vì có một tập mà chúng ta được nghe lại những bài hát bất hủ, những bài hát đi cùng năm tháng, tập mà có những bài hát về cách mạng. Cô nghĩ đó là một điều rất là cần thiết, nhất là đối với các bé nhỏ. Khi mà các con cất lên giọng hát của mình trong bài hát này, cô đã cảm nhận được các con yêu quê hương, yêu đất nước của mình như thế nào, và các con là những đứa trẻ có tâm hồn đẹp ra sao. Cô nghĩ điều đó cực kỳ quan trọng. Chưa biết chúng ta sau này lớn lên làm công việc gì, có thể trở thành một người thành công và nổi tiếng hay không, nhưng chỉ cần chúng ta là một người tốt, sống có ích, biết chia sẻ, biết yêu thương và biết rung động trước cái đẹp, thì cô nghĩ đó là điều thành công của những bậc làm cha làm mẹ và của cả những thầy cô giáo nữa. Thật sự cảm ơn chương trình vì tập này.
ơn Tuấn Tú và Quỳnh Anh. Cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các vị huấn luyện viên cho ca khúc này. Đây là hai chiến binh của đội huấn luyện viên Khải Như và Ngô Kiến Huy. Xin mời ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và nghệ sĩ Ốc Thanh Vân. Rồi, chào hai con. Chào chú. Tuấn Tú, giọng hát rất là cao, khuôn mặt rất là anh Tú luôn á. Đúng Tuấn Tú thiệt, cái mặt dễ thương. Rồi Quỳnh Anh, con cũng cái nét đẹp rất là dịu dàng. Nói chung là nhìn hai con rất là đáng yêu. Một tiết mục được dàn dựng công phu, hình ảnh rất là hoành tráng. Và những cái hình ảnh mà tụi con đang mặc những chiếc áo ở trên người đó, nó rất là hiện đại và gần gũi với mọi người, với thanh niên ngày nay. Chỉ có cái chỗ này chú góp ý chỉ cho tụi con nè, là khi tụi con chưa hát hết câu hát á, đừng có vội vã quay lưng đi vào trong như vậy nha. Nha, đầu tiên và cuối cùng rất quan trọng luôn, kể cả giọng hát cũng như cái sự thần thái và sự xuất hiện của mình, phải hát hết câu rồi tụi con hẳn quay vô. Và chú chỉ muốn nói rằng là tụi con rất đáng yêu và đó, nha, rất có tài luôn. Một lần nữa chú gửi lời chúc mừng và lời khen đến các con và cả hai cô chú đội Dừa Hâu. Cảm ơn chú. Chúng ta sẽ cùng đến với gia đình ca sĩ Cẩm Ly và nghệ sĩ Huỳnh Lập. Sao không hiểu sao mà cứ càng ngày cái càng cưng cái anh này quá, chịu không được à. Từ cái bài Chị Tôi đó mấy giờ là càng ngày thấy cái cưng ảnh quá à, muốn cắn anh với sợ luôn á. Rồi. Ừ. Trốn đi nghe, bữa nào cô canh canh lên cô cắn rồi nào không hay đó nha. Thế giờ không cắn luôn. Cái mặt anh thấy gái. Để bữa khác nè. Hả? Con lại con đến cho cô ôm cái con cô cưng quá nè. Giờ ôm hay là cắn? Bây giờ cắn hay là giờ cho... cô muốn làm gì cũng làm. Cắn hay là chạy không, lại nói nghe. Đó thì nói cho em bé nó yên tâm, xuống cho cắn cái con ơi, xuống cho cắn cái con ơi. Giờ cắn hay là hôn, nói nghe coi. Con muốn cắn hay muốn hôn? Ôm ạ. Ôm hả? Cắn là đừng có xin. Ấy thấy thường quá. Muốn sao không hiểu sao từ cái bài Chị Tôi tới giờ cái tôi thấy ghét mà tôi địa ngoài à. Con lại đến luôn cho chú Lập ôm cái luôn nè, dễ thương quá nè. Chắc cao hơn chú Lập quá à. Đứng trên đi cho nó lành. Ôi trời ơi, chú Lập cao ghê. Trời cao chứ bộ em rồi đó, phải cao hơn đó chứ chị. Thấy cưng quá. Nó chứ cao hơn chứ sao thấp hơn. Cao hơn chứ, trời ơi. Tuy rằng con không, con nhỏ tuổi hơn phải không? À, người ta sẽ nói là con sẽ không có được cái chững chạc và có cái điêu luyện như là chị Quỳnh Anh, nhưng mà cô lại yêu cái mộc mạc, cái hồn nhiên ở con đó khi con hát á. Với lại tại vì trong con nó đã có sẵn cái chất giọng của con, nó có sẵn cái tình cảm trong đó rồi, cho nên lúc mà con hát á nó ngây ngô lắm mà thấy thương lắm, dễ thương lắm, cho nên là càng ngày cô lại càng thấy cưng con rất là nhiều. Còn Quỳnh Anh thì mỗi một ngày cô thấy con tiến bộ trong giọng hát, cô không nói nhưng mà càng ngày thấy càng rất là xinh. Rất là xinh, rất là dễ thương. Bây giờ xin mời gia đình Huy Như nhận xét, đã đứng sẵn từ nãy giờ rồi. Cũng hơi mỏi nhưng mà tụi em quá ư là nóng lòng luôn. Tại vì tụi em hãnh diện quá, tụi em cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà được các cô chú ở đây dành những cái lời khen tặng, cũng như là cái tất cả những cái góp ý rất là hay cho tụi con, để tụi con có thể tiếp theo, đi tiếp con đường của tụi con đã chọn, và cũng như là hành trình cuối cùng chúng ta sẽ đến. Đây là một cái ca khúc mà Huy và Khải Như muốn truyền tải cho các con, đó chính là cái nhìn của tụi con về bài hát này theo cách riêng của tụi con, và làm sao đó khán giả cảm thấy mình nghe xong mình cảm thấy mình rất là dễ chịu, mình cảm thấy mình rất là muốn nghe nữa. Và ngày hôm nay thì tụi con đã làm rất là tốt điều này, và cô chú chúc mừng tụi con. Ta sôi bóng mẹ yêu.
tròn mùa thu. Tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ, nơi sâu mắng mơ kém như sao xiêu rất xa. Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Quan thân người mẹ mùa sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phi, ngày đêm sớm tới vui cùng con nhỏ một nia tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm tháng chiến. Xin chúc mừng Ngọc Dầu và Văn Minh, mời hai con xuống đây. Rất là cảm xúc đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của chị Cẩm Ly và Huỳnh Lập. Khi mà chú nghe bài này á, chú tưởng tượng giống như là chú đang trong một cái nhà thờ á, giống như là cái thánh đường và các con đang bắt đầu có một cái bản hòa ca, và tiếng ca của tụi con á, nó đi thẳng vào trong lòng của những người mà đang coi như là nhớ về mẹ. Đúng không? Đúng không chú? Chính xác là cái thánh đường của tụi mình. Đúng, đúng rồi, đúng rồi. Cho nên là nhìn nó thiêng liêng lắm. Nhìn nó cảm giác là muốn cực kỳ, muốn tập trung và muốn ghìm mình lại và ngồi lắng nghe một cách trọn vẹn, chứ không muốn xa đà đi bất kỳ một cái giây phút nào hết, để nhìn hai nghệ sĩ cực kỳ trẻ tuổi này đứng ở trên chiếc sân khấu nhỏ xíu trên cái bục màu trắng đó thôi, nhưng cái giọng ca của tụi con nó lan tỏa một cách vô bờ bến. Chúc mừng tụi con. Dạ, tụi con cảm ơn chú. Xin mời cô Cẩm Ly. Cái bài hát này là một cái bài hát phải nói là bất hủ. Minh
con nói con có 11 tuổi mà cô thấy cái cách hát của con á, nó già dặn vô cùng. Già dặn lắm. Và con có một cái chất giọng nó còn nhỏ mà sao nó rền và nó có cái âm khè khè đó Vũ. Đó. Nó lạ lắm chị ơi. Bây giờ để em diễn tả vậy cho chị nghe nha. Tức là mình mới nghe mình sẽ thấy rất là lạ. Cái này là hoàn toàn cháu xử lý chứ em không dạy nha. Em giao bài và em nói em nghe rồi em chỉnh đốn thôi chứ hoàn toàn cháu xử lý. Để em so sánh cái này, giọng cháu kiểu như giọng của chị Phương Thanh vậy đó. Nó rất là lạ, cho dù nó không hoàn hảo nhưng khi mà hát nó chạm ngay thẳng trái tim mình luôn. Mà cô thích cái giọng khè khè đó đó Vũ ơi. Em cũng vậy em. Nhiều khi nó trong trẻo là nó ngọt ngào thôi, nhưng mà nhiều khi những cái khè khè đó nhưng mà trong đó nó chất chứa tình cảm, nó rất là ấn tượng đối với mình. Hai đứa tụi con hòa quyện rất là tốt. Chúc mừng tiết mục của Văn Minh và Ngọc Dầu. Cảm ơn cô. Cô Ốc nãy giờ ngồi khóc bù lu bù loa luôn. Cho cô Ốc nói đi. Rồi cho cô Ốc nói trước đi. Khăn giấy của Ốc đâu? Chùi áo tôi nãy giờ. Cảm ơn chú Vũ. May là chú Nguyên Khang không có hỏi cô Ốc đầu tiên á. Chứ mà chú Khang hỏi cô đầu tiên là cô không thể nói được. Cô bị xúc động và cô nãy giờ cô gần như không thở được luôn. Một lý do nữa khiến cho cô cảm thấy rất là nghẹn ngào. Bởi vì ngay trong cái thời điểm mà chúng tôi ghi hình chương trình này thì vừa rồi có một chuyện không vui xảy ra với thành phố Hồ Chí Minh. Một vụ cháy rất là lớn gây ra thương vong. Đó là một cái điều không ai mong muốn. Thì có câu chuyện về một người mẹ trong đêm, trong cái đêm tối như vậy, chạy từ tầng mười mấy xuống, điệu một em bé phía sau bằng cái khăn, tay phía trước thì bế một em bé nhỏ hơn. Ngay cái khoảnh khắc trên sân khấu, đèn đang tắt, khi tụi con vào câu hát, đèn sáng lên, tự nhiên cô hình dung tới cái khung cảnh đó. Trong cái lúc bi quan nhất, cùng cực nhất, đớn đau nhất, nhưng tất cả những gì người mẹ có đều là dành cho các con của mình. Cô rất là xúc động bởi điều đó. Cô cảm ơn Ngọc Dầu, cảm ơn Văn Minh. Các con đã mang đến một tiết mục rất là tuyệt. Trời ơi, con hát á, con lịch lãm lắm. Con lịch lãm và tình cảm vô cùng. Còn bạn nữ nha, trong trẻo mà thể hiện. Khi mà đặt hai đứa con lên trên cái bục này, cô thấy giống như mấy cái cục thủy tinh á. Mấy cái quà lưu niệm á. Mấy bé thiên thần mà trong cái thủy tinh đó đó. Mật nhạc lên là cái cục đó nó xoay rồi bên trong nó đó có cảm giác giống như hai con búp bê trong đó và nó mang cái âm nhạc du dương đó cho mọi người, mà khi bật nhạc lên là cảm thấy dễ chịu, đáng yêu và tình cảm. Cô rất thích tiết mục này. Cảm ơn anh Vũ, cảm ơn chị Vân. Tam muốn hỏi một câu, đâu người ta
cánh chim ngóng trời lồng lộng vương vấn yêu thương ta hứng giọt mưa nguồn một đời khát khao suốt lòng nhà kèn sầu ta khóc dòng một Cảm ơn vũ đoàn Tả Hưng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Sao rồi Huy? Đó, nhỏ xíu à, mà hát trên đỉnh Phù Vân đó nha. Đó, ngồi. Suy tim đó hả? Bị suy tim. Dạ, đầu tiên thì thật ra thì cái bài trên đỉnh Phù Vân này là em bất ngờ vì sao? Bởi vì bài này nó cực kỳ khó hát. Kể cả ca sĩ chuyên nghiệp khi mà hát bài này cũng đếm với đầu ngón tay chứ không phải là rộng rãi nữa. Mà để hát được bài này, nhất là cái quãng giọng bài này nó cực kỳ kinh khủng. Đang cứ Trời ơi Hai bé nó hát mà kiểu như phải là nó đang thi mà kiểu như là nó hát, nó thích lên, nó thích xuống. Trời đất ơi. Mà cái cảm giác của tụi con không giống như là tụi con đang là một thí sinh mà gọi là tập tành để mà hát. Tập tành để mà hát phấn nữa. Phấn loạn gì con từ rồi anh ơi. Bị đang trên đỉnh mà. Đang trên đỉnh rồi. Mà tụi con rất là chuyên nghiệp, kể mà cách tụi con đưa mic ra xa để mà giảm độ mà bị lót công thanh á, rất là chuyên nghiệp. Mà đưa cho là nói chung là đâu nói gì chất chất coi. Tuyệt vời. Con chú à. Xuất sắc. Đây là giọng của ca sĩ chuyên nghiệp. Yeah. Con cảm ơn chú. Cảm ơn chú ạ. Cô Như chào hai con. Cô Như gọi hai đứa con là có giọng hát gây rối loạn tiền đình. Bây giờ chú Huy cứ đứng lên là tuột máu, mà cứ đứng lên là say sẩm ngồi xuống hát không nói nữa. Lúc mà tụi con hát xong cô cũng không có vỗ tay luôn, cô ngồi cô vịn tim cô lại tay á. Và cô nhớ là bạn Cẩm Lệ, cô nhớ là cái dòng trước á, cái sự thể hiện của con làm cho cô phải e dè, nhưng mà sau hôm nay á, cô thấy cái sự chuyên nghiệp của con á, thấy nó dễ thương khủng khiếp, nó có được một cái sự mà kềm chế lại, đúng cô không? Ơi sao mà cô tinh tế như vậy. Cô có biết là trước khi hai cháu diễn là tôi vừa mới chạy lên đó tôi nói không, tôi mới nói là chú nói gì con. Tại đó cũng là cái điều của tôi nói là hai con nói với lại Vũ giảm bớt cái độ quái lại chứ đừng có làm kiểu mầm ngoại hình màu mè quá. Dạ. Mình quan trọng vẫn là giọng hát, em tinh tế thì anh công nhận. Cảm ơn cô. Chú giao cho hai con cái bài này tức là chú đã hiểu được cái khả năng của hai đứa tới đâu,
Bây giờ hai con cúi đầu chào cảm tạ mọi người để dành cho con những cái ưu ái lúc này, được không? Con cảm ơn tất cả quý vị khán giả và con cảm ơn các cô chú huấn luyện viên ạ. Cảm ơn con rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét. Xin mời chị Tư Cẩm Ly chia sẻ. Cô thích nhất là ở những cái lúc mà những cái âm cao, con cái âm mở của con rất là tốt, nó thoát ra lắm và nó rất là đầy, rất là hay luôn. Nhưng mà có một tí xíu vậy thôi nha. Lúc mà con ngâm cái đoạn đầu á, dình là một dình lắm, như con là nó hơi bị mạnh quá thôi. Thế còn nếu mà bài này cô chỉ dùng câu là cá gặp nước đó con. Đúng là cá gặp nước rồi. Nhưng mà hồi nãy chú nghĩ là nếu như mà con hát cái chữ mộng du á, thì cái chữ mộng du nó là một chữ. Hồi nãy con là bay như mộng
Dù như mộng, dù con để hai cái nghĩa này nó rời rạc thì nó sẽ không còn ý nghĩa nữa, cho nên con phải chú ý lần sau con phải hiểu cái chữ mình đang hát làm sao mình ngắt cho nó đúng chỗ, chứ mình đừng có chấm phẩy sai thì nó sẽ bị sai ý nghĩa. Nhưng mà đây là một cái tiết mục rất tuyệt vời và huấn luyện viên con đã rất có tâm khi mà bắt ban tổ chức phải xây dựng một cái đồi núi hùng trời ơi, trời ơi nhiều tiếng hát nữa tới bây giờ bao nhiêu tiền bạc của Tuyệt Đỉnh Sông Cây là dùng hết đồ ba cái đống núi này rồi đó. Đề nghị gia đình trật tự. Thưa quý vị, cái tiết mục này á, nó nói về câu chuyện của cái người phụ nữ vì chờ chồng mà hóa đá. Thì bây giờ có ba cái ông chồng ở đây rồi. Tôi mời ba bà vợ lên đây. Dạ, mời ba chị. Ba ông đứng đó, ba bà múa cho tôi. Ba bà múa chờ chồng. Mình hóa đá rồi anh ơi. Mình hóa đá rồi. Bé này sẽ hát lại một cái đoạn và mỗi một đội sẽ có 15 giây để thể hiện cái tiết mục của mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chứng kiến ba bà hóa đá, ba bà đứng hóa đá chờ chồng. Trời lạ lơi quá, lạ lơi quá, lạ lơi quá. Hết 15 giây, tới bên đây. Rồi Như tiếp tục, Như ơi. Nắng mưa tìm nhau, bão giông tìm nhau, sẽ chia cùng nhau. Cái này đi đánh giặc chứ làm gì? Thật sự là nghiệt ngã luôn. Không có một bà vợ nào mà quăng xong cuối cùng xiết cổ chồng. Bây giờ tới gia đình nhà thứ ba nè. Là lần đầu tiên trong lịch sử quý vị sẽ thấy nữ ca sĩ Cẩm Ly sẽ múa lụa. Dạ. Cho em xí đi, xí xí đi. Trời ơi trời, tôi khổ, khổ ghê luôn á. Không có vợ nào mà ném khăn mà chỗ thẳng vô mặt chồng hết trơn á chị. Đúng, 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 đúng. Mà vẫn đề qua nhà hàng xóm thì vô quăng qua nhà hàng xóm luôn. Thôi chị đi hát bao nhiêu năm nay là người ta chỉ chị múa lụa là cuộn lại. Thưa quý vị, bên đây là nghệ thuật, bên đây là võ thuật, còn bên đây là bi kịch. Bà vợ ném một cái bạch nguyên cái khăn vô mặt ông chồng. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của cặp đôi còn lại. Cái năng lượng, cái lửa của con lúc đúng nào rồi, cô chú cũng phải luôn kiềm chế lại. Trước khi bả lên hát là cô chú chạy lên, con bước bước lại nha con, bước bước lại nha con, nhẹ nhàng từ tốn đúng không? Nhưng mà hôm nay thật sự thì con đã có một cái sự nỗ lực rất nhiều. Cô rất là tự hào về con, bởi vì con giống như là một cái nói điều... cho hay nè. Ê, con rất là giống một cái cục cái cục lửa. Tập trung nghe Ngô Kiến Huy nói. Thưa quý vị, con ngày hôm nay giống như là một cái gì đó mà chú không biết rõ ràng nó là cái gì đó. Tức là nó quá tuyệt vời, chị hiểu ý em không? Tức là con không có một cái vật thể nào ở trong cái vũ trụ này, trong cái trái đất này mà miêu tả cho con được hết. Nói chung là con phải giống như là ở ngoài không gian và thời gian. Tôi hiểu không? Một cái vấn đề giống như là nè. Anh nói cái gì em không hiểu, nói cái gì đúng không? Người thân với em mà còn không hiểu em nữa. Bây giờ nói đùa với con cho vui thôi. Ừ đúng rồi. Nãy giờ cô chú đùa hay nha con, nhưng mà thật sự cô chú không biết nói gì hết. Ừ. Thôi 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 thôi. Dạ. Bây giờ hai anh chị hô đúng cái khẩu hiệu, trả về đúng hành tinh giùm em. À dạ rồi, dạ, nếu rồi, như các con thành tâm muốn biết thì ta cô sẽ sẵn sẽ lòng trả lời. Để các con trở thành ngôi sao lấp la lấp lánh trên bầu trời cao. Chúng tôi đại diện cho những nhân vật quyền năng đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Bé bắp cu te, bé mèo dễ thương. Chúng tôi là đội quả tiễn bảo vệ các ngôi sao nhí. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta. Ha ha ha. Hay lắm con.
tóm gọn là vậy thôi, tuyệt vời. Cảm ơn em, anh chị tuyệt vời lắm. Anh chị có thể đến từ một cái hành tinh nào đó mà không xác định được. Yeah. Cảm ơn. Chủ ơi, cho dĩa ốc len luôn chủ ơi. Anh ơi, chủ bán ơi, cho đồ từ xa. Nè, em mang đi em. Mơ hờ, nè, em mang đi. Cả đêm sóng bóng chớt thu bé lại tựa bằng một cô gái. Bây giờ gì đâu, mấy đứa con nít mới bay lớn mà. Anh ơi, ủng hộ tụi em vài cây kẹo kéo được không anh? Không, không, chị không mua. Chị ơi, ủng hộ tới em vài cây đi chị. Thôi chị mua. Sao tụi con đâu nhỏ mà hát nhạc người lớn không vậy? Hát nhạc này chú không có thích. Em có biết hát nhạc dân ca không? Dạ biết. Em bán kẹo kéo á, mà em dạ hát nhạc dân ca thì nó tình cảm hơn đúng không? Dạ. Bây giờ em hát nhạc dân ca đi. Nếu mà hát hay á thì chị sẽ mua kẹo cho em, được không nè? Dạ, dạ để rồi em ra chuẩn bị nha chị. Vô đi. Vô. Và theo lời yêu cầu, cô xin để cô chú chị một bài hát dân ca được mang tên Đêm Mưa Nhớ Mẹ. Bao nhiêu biến đổi, tóc mẹ
À, Vũ, Vũ. Dạ, em chị đây. Hiểu sao mà nãy khách ăn cũng chật vật lắm em. Chị nghĩ mốt chị không có đến quán này chị ăn đâu. Em nghĩ cái ốc Vân Vũ mà nó không trời mưa Vân Vũ mới lạ đó. Không? Vân Vũ tôi quán ốc mây và mưa luôn. Tôi quán ốc thì ăn chị thấy nguy hiểm quá. Cái này là chị Tư của định mệnh thôi vậy. Chị Tư, nhưng mà em buồn cái quán này lắm. Khai trương lần nào mà có mời chị em mình đi ăn không? Không bao giờ mời. Ok. Xin lỗi nha, biết sao mở quán ốc á mà đường đột quá không có thông báo cho mọi người. Tại vì biết mấy huấn luyện viên này ăn đâu có ít. Nè, sao? Nhất là cô Khả Như. Thì đó, tôi chưa ăn sập nhà ai hết trơn mà nói tôi vậy hả trời. Có. Bây giờ nói vào bài hát với giọng con nha. Bài này nó là một cái bài rất là hay. Con hát rất là dễ có cảm xúc. Nhưng con bị cái hơi của con, cái làn hơi nó không đủ dài. Cho nên ở những cái đuôi con đuối con hát không được. Bắt buộc là con hết hơi là con phải cắt câu rồi. Cho nên tự nhiên ở trong nó ngọt, nó mềm mượt, cái tự nhiên cái nó bị cái đuôi nó làm cho mình bị hẫng mấy lần, nó hết hơi rồi cho nên nó ngắt vội vàng, cho nên là cảm thấy nó bị cứng cái đuôi. Chú Vũ để ý hơn cái phần đó để mình lấp liếm cái khuyết điểm của con. Nhật Duy khác hơn mấy cháu khác một điều á, là cháu hát hoàn toàn bản năng. Đúng. Và cái trường lớp của cháu không có phải là ở trong nhạc viện mà nó ngay ở ngoài đường, ngoài phố. Cho nên cái sự rèn luyện của cháu nó hoàn toàn bản năng và hoàn toàn khác những người bình thường. Em hiểu được ý của chị Ly. Khi mà cháu hát em cũng có suy nghĩ em có nên giúp cho cháu chia câu để cho nó khác hơn, để mà cho những cái đuôi nó đừng có bị cách âm gì không. Rồi xong em lại nghĩ là em muốn để mộc chứ gì phải không? Em muốn để cho nó giống y như là cháu ở ngoài đường phố vậy đó. Kể cả một cái không gian em tạo ra, kể cả mấy anh, mấy chú, cô mà ngồi để ăn đó, cũng không có phải là chú tâm 100% đến cháu đang hát. Họ vẫn sống ở trong cái cuộc sống riêng của họ. Thì lâu lâu họ nghe một vài câu họ để ý tới thôi. Nhưng mà đúng là lần sau em sẽ giúp cho cháu để mà có một cái đuôi nó hoàn thiện và nó chỉnh chu hơn. Nhật Duy, cô rất là hạnh phúc với con khi mà được gọi con là Nhật Duy. Cô sợ cái hình ảnh mà con dắt chiếc xe ra với cái xe cầu kẹo kéo làm cô bị nghiện. Cô thật sự cô bị nghiện. Và cô thấy cuộc sống của bé là như thế này. Nó thật đến cái mức mà cái cách mà ảnh cầm cái kẹo kéo, ảnh mời người ta, ảnh đứng, ảnh khép nép, rồi người ta nói một câu, gật đầu một câu, nó rất tự nhiên, không hề diễn. Nên nó khi mà cô xem trên này, cô nói trời ơi, đừng cho tôi thấy thằng Tèo nữa. Tự nhiên em bị đau lòng á anh Vũ. Và thật sự thì cô nghĩ rằng với chú Vũ là đây chắc là một cái hình ảnh cuối cùng con được làm như thế. Con không được làm như vậy nữa. Yes. Con phải tỏa sáng ở một sân khấu nha con. Đây là lần cuối cùng. Và đặc biệt quý vị đồng ý không? Là hôm nay Nhật Duy nhìn rất là đẹp trai. Đúng rồi. Yeah. À, ý là cũng biết nó tính đi nhẹ nhàng rồi mà cái nhịp nhạc của nó hơi chao đảo nhẹ cái như vậy. Không, không chao đảo. Nó đi gì nè? Đi cái nào? Đi có nhịp nhật á. Bình thường con có đi vậy không Diệp? Con vừa con đi ra chú chỗ chú Khang đi con đi làm sao? Đó, nó cũng có nhịp luôn á. Chắc là không quen không đi hướng rồi. Tôi để ý rồi. Thế này toàn bằng mũi đi bằng mũi bằng chân chứ không bao giờ đi bằng gót, đi cái kiểu mà nhón với chân không à. Con rất là dễ thương, ngay cả cái cách mà con làm cho mọi người mắc cười nó cũng rất là dễ thương chứ không phải là cô chú muốn cười cợt con đâu. Đáng yêu lắm con. Có đôi chỗ trong bài hát này cô hơi lo là mặc dù là nói về tuổi học trò nhưng mà đây là cái hoài niệm của một người rất là lớn, nên cô cảm thấy là liệu mà cái cảm xúc của con nếu mà nó lên nữa thì nó có bị ướt át hay không. Nhưng mà may quá con đã điều tiết cái cảm xúc của mình. Cho đến cuối bài hát con vẫn giữ được cái sự trong sáng, hồn nhiên cần có của một bạn nhỏ. Nói về bài hát này thì khi mà hát lên thì ta sẽ thấy được hoài niệm.
Và cái người có làm cho cái hoài niệm nó đẹp hay không, đó chính là con, khi mà con truyền tải những cái ca từ trong bài hát này. Và rất là mừng khi mà tất cả các cô chú ở đây đều cảm giác thỏa mãn khi mà con mang đến cái hoài niệm đó cho tất cả mọi người ở đây. Và bên cạnh đó con vẫn giữ được cái hình ảnh trong sáng của mình. Cảm ơn con rất nhiều. Cảm ơn chú ạ. Cảm ơn Ngọc Diệp. Chị đang làm gì vậy? Chị đâu có làm gì đâu. Trời ơi, chị làm biến phải không? Chị làm biến phải không? Em mát mẹ cho chị coi nè. Mẹ ơi, chị tắm làm biến đi mẹ. Có mẹ nè con. Tắm. Dạ. Mình làm biến phải không? Dạ không có đâu mẹ. Mày làm xong hết công việc nhà chưa? Dạ, con làm xong hết rồi. Mày quét nhà chưa? Dạ rồi. Mày lau nhà chưa? Dạ rồi. Mày đốt nhà chưa? Mẹ lộn. Tắm. Dạ. Mày cho heo ăn chưa? À, dạ mẹ ơi, nhưng mà cái giờ này đâu phải là giờ cho heo ăn đâu mẹ. Trời ơi Tắm ơi, mày làm biến rồi Tắm ơi là Tắm. Trời ơi, tao tức quá. Tắm ơi là Tắm. Mẹ ơi, mẹ đừng có la chị Tắm nữa mẹ. Con á là con thương chị Tắm lắm. Bữa nay sinh nhật chị nè, em có muốn quà cho chị. Chị nhắm mắt lại đi. Không được mở mắt ra kia chưa. Chị mở mắt ra đi. Tặng mẹ. Trời đất ơi, con gái của mẹ nó thông minh y chang như là mẹ của nó vậy đó. Xích qua đi cho mẹ xử nó nha con. Dạ. Dạ. Tắm à. Ủa mẹ bị sao vậy mẹ? Mẹ đang bị amidam mà con cứ chọc mẹ hoài. Con xin lỗi mẹ. Xin qua đây. Dạ. Lẹt. Dạ. Thôi mà mẹ ơi, mẹ đừng có đánh con nữa. Bữa nay mẹ tha cho con đi mẹ. Ừ, mẹ tha cho con. Dạ. Tha. Ây da. Tha. Ây da. Tha. Ây da. Tha. Ây da. Đau quá mẹ ơi, đau quá mẹ ơi. Mẹ ơi, sao mẹ đánh chị Tắm mạnh tay quá vậy? Chị Tắm chỉ đau kìa. Mô Phật. Ôi. Con đâu có muốn vậy đâu. Mà tại vì nó chọc con thôi. Con hiền quá mà. Tắm. Dạ. Đi vô làm việc nhà. Nhanh lên. Dạ. Mẹ mẹ. Gì con? Hồi nãy con thấy chị Tắm ở dưới giếng chị làm gì hả mẹ? Có cái gì mà bí mật với vậy con? Mà chị vừa hát mà chị vừa làm cái gì nữa mẹ? Cái đó là bài gì vậy con? Bài này nè mẹ. Con
nãy giờ hai mẹ con mình hát quá trời mà không thấy có cái gì hết trời mẹ. Chắc con hát lộn bài rồi đó. À, con nhớ rồi, chị Tám hát vậy nè mẹ. Bỗng bỗng bang bang, lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm, cháo hoa nhà người. Mẹ mẹ, cái con gì nó lên, con gì nó lên kìa mẹ. Go 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 go. Ủa con gì mà là sao nó kêu được đủ thứ tiếng hết vậy? Trời ơi mẹ, nhìn cái tướng của nó là con biết con cá gì rồi đó mẹ. Con gì? Con cá lóc. Bậy. Con cá sặc. Không phải, con cá trời kiên. À, mẹ biết rồi nè. Con gì vậy mẹ? Con khởi khi hỏi khỉ. Con khỉ nào dưới giếng bà? Ừ ha. Lộn, nó bậy nè, nó bậy nè, nó bậy nè. Mẹ ơi, con biết rồi mẹ, trên trường người ta có dạy con á mẹ. Con này là con cá bóng. Đúng rồi. Nhưng mà sao con cá bóng gì mà nó khổng lồ dữ vậy? Dạ thưa hai chị, em không phải là cá bóng thường. Em là cá bóng mú. Mẹ, hay là mình bắt nó vô kho tiêu đi mẹ. Ừ, mẹ thích món này lắm á. Nhưng mà nó to quá sao bắt vậy? Để mẹ cho con. Dạ. Ra không? Ra đâu? Ra đi chơi nè. Không chịu đâu. Giờ có ra không? Dạ em ra liền, em ra liền chị, em ra liền. Em nẹo liền, em ra liền. Dạ em ra liền, dạ em ra liền chị. Trời kìa. Đập đuôi cá. Con cá này ghê thật. Hai chị đủ em ra đây nè, có gì vui không kêu ra đây vậy? Có nhiều thứ vui lắm. Nhiều cái vui lắm, trời ta quá. Nhưng mà giờ em đói bụng quá nè, có gì ăn không? Có gì ăn nè? Có món cá bóng kho tiêu. Trời ơi, chết tôi rồi, chết tôi rồi. Trời ơi, chết tôi rồi. Trời ơi, chết tôi rồi. Chết tôi rồi, chết tôi rồi, chết tôi rồi. Trời ơi. Chết rồi, không biết cá bóng có sao không nữa. Không nhận. Cá bóng này nó ngon thiệt luôn á. Thằng nó tăng luôn rồi hả? Mà mấy mốt này bỏ ít ít nước mắm thôi. Dạ rồi, ăn mặn gì không tốt đâu mẹ ha. Ừ. Loa 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 loa. Triều đình mở hội thứ hai. Các cô gái từ 18 đến 20 tuổi, ai có đủ điều kiện lên triều đình thứ hai nghe chưa? Mẹ ơi, con muốn thứ hai. Mẹ cũng muốn thứ hai nữa. Vậy giờ hai mẹ con mình đi ha. Ừ. Ê, nhưng mà khoan, mẹ không muốn đi lên trên đó tay không đâu. Mình phải có tiết mục về để tặng cho hoàng tử chứ. Con nhớ ha, cái bài gì mà mẹ con mình hay hát không? À, con nhớ rồi mẹ. Một tay trắng tinh
quần của tụi con có hài lòng không ạ? Cũng được. Một tràng hô tay cho hai bạn nhỏ rất là dễ thương của chúng ta. Xin được cảm ơn vũ đoàn Rồng Con rất là nhiều nha. Cảm ơn tụi con. Sợ quá à. Ở nhà có giữ giống vậy không? Dạ có. Trời ơi. Giữ vậy luôn hay rồi tụi con có chị em gì không? Hay là có ai trong nhà của tụi con nữa không? Dạ có. Rồi ai ăn hiếp ai? Dạ con ăn hiếp anh hai. Cảm ơn tụi con rất nhiều. Xin mời chú Thanh Duy và cô Khải Như chia sẻ cảm xúc của mình ạ. So với tuần trước, tuần này tụi con đã có một cái tiết mục phải nói là làm cho mọi người ở trường quay phải cuốn đi theo tụi con. Tụi con, chú thấy là để tụi con có được tiết mục này ở trên sân khấu, tụi con phải tập luyện rất nhiều. Không chỉ là phần kịch với cô Diệu Nhi và chú Trung, là tụi con vừa phải học thoại, tụi con vừa phải thuộc lời, tụi con phải nhớ tuyến đường dây, tụi con phải nhớ rất là nhiều thứ. Và cả phải tập hát, tập nhảy vũ đạo với vũ đoàn. Để có một tiết mục như thế này trên sân khấu, mình mới thấy được là mình làm công việc nghệ thuật á, là mình phải chuẩn bị và mình phải tập luyện rất là nhiều. Thì chú thấy được cái sự tập luyện và sự cố gắng đó của hai con so với tuần vừa rồi là hai con có một sự tiến bộ vượt bậc. Nó là hai cái cô gái dễ thương vô cùng. Tuy là con diễn vai phản diện ở trong cái tiểu phẩm này, nhưng mà thấy được cái sự lý lắc đáng yêu, hồn nhiên. Và đặc biệt nữa là hai con rất là ăn xâm với nhau. Tụi con có cái sự kết nối giữa bạn diễn của mình với chú Trung, với cô Diệu Nhi. Hai con và cô Diệu Nhi với chú Trung là nhìn là đúng ra một cái kiểu gia đình luôn. Cho nên là những gì mà họ diễn ra trên sân khấu nó rất là ăn ý. Và mọi thứ nó rất là mượt mà. Chúc mừng tụi con một tiết mục rất là dễ thương. Chú. Xin mời cô Khải Như. Bản thân tụi con khi mà qua tiết mục này, cô lại thấy tụi con có năng khiếu diễn xuất lắm luôn. Đúng á. Rồi, quá cái năng khiếu này mới là cái quan trọng. Tại vì cái tập luyện nó không có quan trọng bằng cái năng khiếu đâu. Tập nhiều nó cũng không có. Dạ. Yeah. Một ngày một. Trời đất ơi. 3 tiếng đồng hồ là diễn kịch là luôn. 3 tiếng đồng hồ luôn, nhớ thoại luôn. Mà thoại rồi lời lẽ rồi con bạn này buông bạn này. Cái năng khiếu. Cô nhìn là cô cảm nhận được là tụi con có xem clip, tụi con có học, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái bản năng của tụi con rất cao. Và cái điều đó nó rất là quan trọng. Tiết mục vừa rồi nó giống như là một đối với cô nó gần như là một tiết mục nhạc kịch rồi. Phải có đúng, sức phải lắm mới có thể mà diễn xuất. Rồi có thể nhảy, có thể hát, rồi trở lại. Tại vì con biết không, khi mà hát xong á, mà trở lại, mà nói thoại, lúc nào cũng bị, chắc chắn là bị như vậy, nhưng mà tụi con không bị. Thế thì mới nói là cái sức khỏe tụi con và cái sự tập luyện rất là tuyệt vời. Nói chung là chúc mừng đội của anh Trung và Diệu Nhi. Mẹ rất là thân. Nói đi mà nói lại là cái bài sau á, cái bài chống cơm tụi con á, vì mình diễn sung quá cho nên là mình chưa có cái cao độ, cái giọng hát á nó chưa có đúng chuẩn, cái kiểu hơi hụt một xíu thôi, chút xíu thôi. Nó không phải là gì, nhưng mà tại vì mình nói để mình biết được là cái khuyết điểm của mình ở đâu. Nhưng mà cái phần biểu diễn của tụi con là quá dễ thương, quá tha xuất sắc hết. Ngày hôm nay tha là tha thứ hết mọi lỗi lầm của tụi con. Cảm ơn tụi con nha. Dạ. Yeah. Ok. Chúng ta xin được mời chú Minh Lập ạ. Tụi con đã từng đi diễn kịch ở đâu chưa? Dạ chưa. Chưa bao giờ diễn kịch luôn. Mà tụi con diễn được như vậy mà chỉ trong vòng một ngày. 3 tiếng. 3 tiếng. Trời đất ơi, thiệt á, chú không phải nói. Nó không cắt, nó không ngưng, nó không có bị trì chỗ mà nào. Mà này nó không phải là ngắn mà nó dài đấy. Rất dài luôn á. Dài lắm luôn đấy. Tại vì em cũng đã tập kịch cho các bé trong đội của em. Và em rất là khao khát các bé trong đội của em có khả năng giống đúng như rồi. Vậy nè. Để khó chi khát lắm mình ấy. Thỏa sức mình thổi vào trong đó nhiều cái tiểu phẩm hơn, nhưng mà cái khả năng diễn của bên đội của em á nó không bằng các bé thì tập trung vào giọng hát, nhưng mà nhìn tụi con diễn á, chú tự nhiên chú ngứa hết cả người luôn, chú muốn nhào lên diễn chung với tụi con. Là bởi vì á, để mà diễn chung với tất cả các bạn nhỏ mà lanh lẹ như tụi con á không phải là một điều dễ dàng đâu. Thật sự bản thân chú cũng từng là mẹ cám rồi đó. Nữa mà không xong thì chết với tao. Cho nên là chú thấy hào hứng vô cùng luôn. Nhưng mà chú cứ thắc mắc hoài, không biết ở đâu, từ ở đâu mà tụi con có được những cái suy nghĩ, những cái cảm nhận từ nhân vật một cách chân thật. Và nó rõ ràng từng cái hành động, từng cái nhấn nhá. Và rõ ràng là cái đài từ của tụi con diễn nha, chú nghe được, chú nghe rõ. Các nhiều nhiều bạn cũng thử sức diễn kịch nhưng mà lên thoại nhẹ hiều à, thoại không có nghe rõ, hoặc là thoại bị dính chữ. Còn tụi con nhá, chú nghe được hết tất cả mọi thứ mà tụi con có thể truyền đạt đến chú và khán giả luôn. Tụi con quá là năng khiếu, quá là tài năng đi.
nhưng mà diễn nhiều anh ơi, sao cho các em các bé nó diễn nhiều quá vậy, thấy tội nghiệp quá, thương quá à. Mất sức lắm luôn á. Mất sức chứ, nhưng mà tại vì á vô vòng này rồi thì chúng ta phải cố gắng mà thôi. Tại vì cái kịch này á nó phải xuyên suốt như vậy. Lúc đầu thì á Diệu Nhi có nói là thôi chắc bỏ cái tiết mục cá bóng của anh Trung đi, bị dài quá. Nhưng mà nói là nếu mà bỏ cái cá bóng đi á thì nó sẽ không giải thích được cái sự việc là tại sao rải cơm lên mà cá bóng không lên. Yeah. Nên là bây giờ chúng nghĩ là nên là mình cứ làm xuyên suốt luôn đi. Không, mà công nhận tụi con diễn tả chân thực cái tính cách của nhân vật nha. Rõ ràng khi mà bên này thoại bên kia phản ứng, chú thích cái nét cười của con lúc mà cô Tắm bị đánh á. Tụi con có nghĩa là cái nét diễn của con là cái nét diễn nó rất là dẻo, nó dẻo nhân vật á. Có nghĩa là tụi con thấy được cái nét xấu của nhân vật nhưng mà tụi con không xấu. Cái sự hồn nhiên của tụi con làm có nhân vật nó hồn nhiên theo luôn. Và rất là chúc mừng tụi con có một cái tác phẩm nó bao nhiêu hết tất cả mọi thứ. Con cực kỳ may mắn khi nằm trong đội của chú Trung. Cảm ơn con rất nhiều. Dạ con cảm ơn chú. Cô Hòa tiếp lời xíu hả? Ngợp ấy. Ngợp. Em mày bị ngợp đây nè. Sợ quá à. Này em làm không nổi đâu đấy. Thật sự giống như anh Lập nói em ao ước luôn ấy. Tại vì đội em là thường em tập trung vào giọng hát của các con rất là nhiều. Và cái khả năng diễn xuất của các con không tốt. Cho nên là thật sự là mỗi lần như này là mình rất là kiểu ngứa ngáy trong người ấy. Sao khác? Nhưng mà thật sự cô quá là ngưỡng mộ con luôn, quá là khâm phục ấy. Con biết không, nó không bị thừa ra một cái gì luôn ấy, mà nó không bị thừa thãi ra một cái gì, mà những cái lời thoại của các con á nó không bị lố ấy anh. Mẹ Cám này này, có những cái câu thoại mà em tưởng anh Lập đang diễn cơ ấy. Có những cái giống lắm luôn. Rất khỏe. Thật sự. Thoại rất chắc. Rất là nể các con về cái việc đấy. Nhưng mà về cái bài hát thì vì diễn nhiều nên là cô nghĩ là chú Trung đã chọn cho bọn con hai cái bài hát mà nó quen thuộc, để các con không mất thời gian mà mình phải học cái lời bài hát á. Cho nên là khi mà lần sau nếu mà mình vừa nhảy vừa hát thì tất nhiên khó. Nhưng mà mình muốn trở thành một cái gì đó tốt nhất thì mình phải chăm chỉ nhất. Anh Lập thì có nói là tại sao nó dài quá rồi kịch nhiều. Nhưng em nghĩ là các con quá hào hứng với cái điều đấy cho nên anh cũng chẳng muốn cắt tí nào cả. Thích lắm, đi thích tập lắm. Thích lắm, đi tập bà này nhìn bà kia thoại xong cười rồi này kia là chúc thích mừng hai lắm. Con nhá, có xuất sắc thật sự. Cảm ơn cô. Tiến sao thuộc lời được vậy con trời. Nổi. Bây giờ vẫn còn hoang mang đúng không? Không biết thật. Tại sao các bé có thể làm được điều đó đúng không ạ? Thật quen. Ngày hôm nay ủa? Đó rất là tài năng luôn. Và đặc biệt là ngưỡng mộ anh Trung. Chắc là mặc cái bộ đồ này cũng khó khăn với anh hả? Anh ơi, rồi, nói khoan, với anh với chị. Nói tới cái này anh Trung em xin anh Trung hy sinh hình ảnh. Thật sự luôn á. Anh Trung là con cá mà. Con cá bóng Mú. Cá bóng mú chắc là cái đặc cá của cái bà nào đúng không? Sợ người ta không nhận mình là cá bóng ghi lên chán chữ cá bóng. Cá bóng đúng hả? Thì cái là muốn là mang đến cái tiết mục này phục vụ các khán giả cho nó được chỉnh chu. Bây giờ có cái này gọi là những cái sự mình cố gắng mình làm cho cái tiết mục nó ok hơn. Chứ ngồi trong đó gần 2-3 phút nóng gần chết luôn á. Ngồi nóng lắm luôn á. Hy sinh luôn á. Bây giờ là chắc chắn là khán giả đã hiểu được cái lời thề của anh Trung rồi. Chú có một cái lời thề với bản thân mình, một cái lời hứa, nếu mà Hồ Việt Trung không làm được gì cho tụi con, nên trò trống không dạy cho tụi con được những cái gì mà chú biết, chú sẽ không bao giờ tham gia bất kỳ một game show nào nữa. À, đây là một cái lời thề mà em nghĩ là thực sự bây giờ khán giả đã cảm nhận được nhiều rồi. Chúc mừng toàn đội, quá xuất sắc. Dạ, tụi con cảm ơn cô. Cô Nhi á, chỉ tụi con nói là đúng, có nghĩa là cô Nhi lúc ra kia nói là con bớt nhảy lại để tụi con diễn đúng không? Để hát. Con mà nhảy sung nữa là con hát hụt, mà nãy con hát có bị hụt đó nha. Tại vì ra nhảy cũng rất sung, rất là máu luôn. Bị máu. Bản năng rồi, bản năng là quá máu trong người rồi cho nên thôi. Dặn thì dặn nhưng mà các con ra sân khấu đẹp tự do. Em xem tập chương trình á, nhảy đẹp lắm á. Chẳng cái gì không làm được. Nói chung là hai đứa con đó là chịu khó chạy chương trình xong rồi về nha. Là bắt là phải chung qua chung xách xe chung bắt chung chở đi qua bên kia để bắt tập riêng nữa. Nhưng mà hai bé nó là thôi. Chú để cho con làm lắm rồi. Với tất cả những sự lo lắng thì ngày hôm nay các con đã giải quyết được vấn đề rồi. Các con rất là giỏi, một tràng hô tay nữa. Cảm ơn và chúc mừng hai tụi con. Tiếng Việt dù bên nỗi tiếng mẹ thương vô bờ, đưa con vào đời bằng vần thơ, những cánh cò bay dợp mộng mơ. Tiếng Việt cha dạy con những chiều bay cánh diều, câu đồng sao bên bạn quen cho
đợi chờ chinh phục. Hoa đã rồi lời ca vẫn còn. Tiếng Việt còn trong mọi người, người Việt còn thì còn nước non. Giữ tiếng Việt như ngày nào, hào hùng xưa mãi vòng ngàn sau. Cáp bao. Điều chi? Ba quân tướng sĩ đã sẵn sàng chờ trưng nữ chủ phất cờ khởi nghĩa. Lui. Dạ. Nhị em. Dạ. Truyền tướng trong lệnh. Tuân lệnh. Hỡi ba quân tướng sĩ, dạ, hỡi hồn thiên sông nơi, ta trung chắc lệnh truyền tất cả tiến thẳng Liên Lao Thành, đuổi quân thù ra bờ cõi đất Nam. Con lên.
vị thân mến, đó chính là Minh Hằng và Ngọc Nhi. Xin được cảm ơn vũ đoàn Đam Mê cùng với Cascader Tuấn Voi. Cảm ơn tụi con đã mang lại một không khí rất là hào hùng trên sân khấu của Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2019 một lần nữa. Một tràng pháo tay cho hai con được không ạ? Xin mời chú Duy và cô Như ạ. Ủa anh dựng tiết mục chung kết hả anh? Trời, nhìn rất là chung kết luôn. Quá trời hoành tráng quá. Nổi hết da gà, rất là hào hùng. Thật sự chú rất là nể cái tư duy và cái đầu của chú Trung và cô Nhi đã dựng cho tụi con như thế này. Khó để giải thích, khó để diễn tả cái tâm trạng, cái cảm xúc của chú bây giờ. Tại vì thật sự là đây là một cái bài hát đủ hào hùng và trong cái đêm ngày hôm nay. Các con thoải mái lắm. Và giống như là tụi mình đang được coi một cái đêm nhạc, gọi là một cái đêm nhạc để tôn vinh những cái điều đẹp, tốt đẹp ở trong văn hóa và lịch sử của nước nhà tụi mình. Như thế này khi mà các con bước ra sân khấu, và thật sự cô phải nói là hai đứa con hôm nay đẹp kinh khủng. Cái hào khí chị Như hả? Rất là đẹp. Tại vì cô không biết tại sao nhưng mà nhìn các con sáng và đẹp ơi là đẹp, và cô tin rằng các con là nhân vật, và khi mà các con biểu diễn cô cảm thấy tự hào dân tộc á, đúng là nổi da gà thật sự. Và đây là một cái tiết mục rất đẹp mắt, mãn nhãn và nghe rất là đã. Cảm ơn cô Như, cảm ơn chú Duy. Còn đối với Hòa Minh Di, em không biết làm sao nhưng mà em rất là ít khi khóc khi mà xem những vở diễn tâm lý xúc động. Em rất là khó khóc luôn ý, không biết làm sao. Mặc dù là em vẫn cảm nhận được, tuy nhiên khi mà vừa nãy lúc mà phân đoạn mà các con chiến đấu ấy, thật sự là em xúc động vô cùng. Lúc đấy em tưởng tượng như là mình đang sống và đang được nhìn thấy các anh hùng đang chiến đấu vậy á. Các con đã lột tả quá sức là xuất sắc, và các con ở cái tuổi này mà con đã làm được như thế. Các con nhập tâm đến mức mà cô không thể rời mắt được ra, và cô đến lúc mà các khán giả vỗ tay cô cũng không biết là bên ngoài vỗ tay nữa, bởi vì cô quá là tập trung. Và thật sự là các con ở tuổi này các con đã diễn giỏi như thế rồi, các con đã xuất sắc và có một cái giọng hát trong và sáng như thế. Và muốn trở thành một ca sĩ thì các con sẽ tập trung này, diễn xuất càng ngày càng giỏi, rồi chúng ta sẽ cố gắng hát phải xuất sắc hơn nữa, để chắc chắn hứa với cô là mai sau các con sẽ là đồng nghiệp của cô Hòa. Cảm ơn cô. Chắc chắn hồi nãy giờ là rất là nhiều những lời chia sẻ có cánh dành cho tiết mục này. Không biết là cảm xúc của anh Trung và Diệu Nhi như thế nào, xin mời. Hai con trình diễn xong là cô Nhi với chú Trung muốn tụt huyết áp luôn á. Bởi vì cái quá trình mà mình tập cái tiết mục này rất rất là vất vả, mà các con có quá nhiều thứ phải nhớ. Rồi khi cô Nhi còn phải nói với chú Trung là anh Trung ơi bớt lại đi, thấy hơi nhiều quá rồi, tụi con nhiều quá rồi, sợ tụi con sẽ hát bị đuối. Cả những cái câu thoại, những cái lời thoại của các con thì nó quá xa lạ với các con. Nhiều khi các con thoại các con không hiểu, cho nên lúc mà tập các con không nhớ được. Tại vì mình không hiểu thì khi mình nói là mình không có nhớ sâu được. Thì khi như vậy thì Nhi với anh Trung có bàn với nhau là anh ơi bây giờ bé nó không nhớ, mà tập rất là nhiều lần mà vẫn không nhớ. Thì Nhi mới nói là anh Trung bây giờ cho mấy anh chị vũ đoàn đằng sau á sẽ nhắc cho các con. Đến khi mà những cái lúc mà các con không nhớ thì anh chị đằng sau sẽ nhắc. Thì hai con không chịu. Hai con nói dạ không, tụi con sẽ về, tụi con sẽ thuộc và tụi con sẽ diễn. Tụi con không có muốn ai nhắc tụi con hết. Tụi con muốn tiết mục thì là hoàn hảo. Thì khi mà Nhi và anh Trung nghe hai con nói như vậy thì cảm thấy rất là xúc động, và cảm thấy là hai con sẽ làm được. Ngày hôm nay tụi con làm cho cô cũng rất là muốn khóc sau khi mà trình diễn xong. Hai con làm cho cô Nhi và chú Trung cảm thấy rất là hãnh diện, rất là hạnh phúc luôn. Lời hồi nãy khi Thanh Duy hỏi anh Trung này làm chung kết hả? Đối với Hồ Việt Trung rất thích dàn dựng như thế này. Tụi con không phải lúc nào tụi con cũng được đứng trên những sân khấu lớn như thế này, được các chú ban nhạc đánh cho tụi con hát, rồi có sự dàn dựng như thế này. Sau cuộc thi này, tất cả máy quay này quay lại, đó sẽ là những kỷ niệm rất đẹp cho tụi con sau này nữa. Nên là chú muốn dàn dựng thật ấn tượng cho tụi con khi tụi con đến với cuộc thi này. Và đối với Hồ Việt Trung, đêm nào cũng là đêm chung kết. Cảm ơn. Cảm ơn chú. Một cái tinh thần rất là quyết liệt đúng không ạ? Và đặc biệt hơn hết là dành hết tất cả các tâm sức dành cho tụi con và các bạn thí sinh nhí ở trong chương trình này. Một tràng pháo tay cho hai bạn. Chúc mừng.